chào tất cả các anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang đứng ngay chỗ cái tượng đài chiến thắng ở thành phố Quy Nhơn. Đây là cái tượng đài chiến thắng này các anh chị và các bạn. Đó. Và xung quanh em á thì có rất là nhiều cái căn hộ chung cư cao cấp. Hình như ở đây là cái chung cư TMS. Nhìn xa xa kia có rất là nhiều khách sạn ở trong trung tâm thành phố. Trước mặt đây hiện tại là có cái khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn và một số cái khách sạn cao cấp khác tại thành phố Quy Nhơn. Nơi này là một cái nơi du lịch rất là lý tưởng, có một cái bờ biển trải dài luôn. Rồi bây giờ các anh chị cùng với em đi dạo một vòng bờ biển và cùng chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của bờ biển Quy Nhơn nha. Đây hiện tại đang là sáng sớm, những cái du khách du lịch ngày lễ đang tắm biển rất là nhiều ở bãi biển ạ. Biển trong xanh, tàu đánh cá rất là nhiều và những người đang du lịch ở đây cũng khá là nhiều ạ. Còn đằng xa xa kia đó là cái khu du lịch Gành Ráng. Các anh chị có thấy chữ Gành Ráng tiên xe kia không? Đó. Nơi đó là có bãi trứng này, Hà Mặc Tứ và những cái địa điểm du lịch rất là đẹp ạ. Còn ở phía xe kia là có cái tượng đài Trần Hưng Đạo. Mình muốn qua đó thì mình phải đón thuyền đánh cá qua. Rồi đây các anh chị, đây là sau lưng cái tượng đài chiến thắng này. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ là cái bờ biển dài của thành phố Quy Nhơn. Đây chỉ là một góc thôi chứ đi còn dài hơn nữa nhiều luôn á. Người khách du lịch đang tắm biển ở chỗ này rất là nhiều nè. Tắm biển rất là nhiều luôn. Ở xe kia có những cái tàu đánh cá này. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã xem video của em nha. Hẹn gặp lại các bạn và các anh chị trong những cái video tiếp theo.